ក្រោយពីនាំគ្នាចូលរួមការតាមប្រពៃណីការពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល Cô Proc chia đồng nọ chiếm rùm kia Các đòi việc cắt các vị thay thì đã bị khai thử cho nằm được quan một phẩy bí cẩn lòng tư Đòi kết một đòi phí đi Miên ảy dụ Mùi khai chiến hỏi Cô Proc rồi bọn nệ tiếng bì Miên chứ mốt hiên ả rì á phá dụ Hào toàn toàn Tăng bị cắt liềm miên nục mốt Cô ôi sở lãnh bắt hỏi Chứ mùi nâng chờ một lần sửu Mười tớ căn thịt cụ ôi sở lãnh thẳng tiệt Nhi chí bị lục hình kìm hiền Lốp xa xa xâm nàng rồi bọc luôn Hai miên côn bà sáp Hai bì nê Miên côn mùi tiệt núc Thư ôi lục Miên côn bọc sáy chùm luôn bì nẹ tờ hai Đòi miên mục mốt Cụ ôi sở lãnh đôi kìa Tù giang ná Nó thằng ngay thì đọc rằng bì khai cùng phép cho nằm bì bọn một phẩy bày Mình đang thả miền rừng ở với chú mùi khỉ Sẽ đáp lục hình kìm hiến ban bằng học xá tình dục thả Chà chắc ở hời Muốn nâng xâm ra chật Phừa vầy mũi trâu kịch Ôi bán quên cho ngài phong Rút không yên nổ nà Kê chăm tài trô dưỡng Cụp bình lục tì Tạm vì vậy ní Nẹ còm trô chô tư comment priệt Đòi bó dự bò thả Công phô ấy bón Bởi giặt bọn già Rất tệ khăn khăn tì Công phô hồi ốt bởi giặt bằng giá Rất tệ khăn Chứ cả trả lời tốt lúc hình kìm hiền bán bởi chuyện thả Khăn ở khăn tư vì căn tài lọ mượn Tám tài quạt tự bọn Các lúc trả lời tốt đuổi thẳng lư Miên nẹ quầm trố ông vò thả Công thường chân ấy bón Anh đặt côn bọn Kìm kìm nút Lúc ban bởi chuyện từ mình vừa ở nẹ còm trố thu trung thả Mình biết này chẳng tỷ bỏ Và cót khăn khăn Cót nâng một ỏi nhóm Luồng Cám tại sửa Chẳng khi nhóm sửa luồng Nghĩa một lào đời già Nông đi bằng tách ban bằng hoa rụt thọt Chỉ mười con côn Thái bù biệt thả Bịt ngày này tớ chụp thừa vấy Làm bấy nẹ nà thịt thẳng Bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn